tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hành trình lọt top 12 Miss World của Lương Thùy Linh, nỗ lực và bản lĩnh đáng nể phục. Lương Thùy Linh, cô gái 19 tuổi, đã viết tiếp chuỗi in top 3 năm liên tiếp cho Việt Nam tại đấu trường Miss World. Kết thúc hành trình dài chinh chiến tại xứ sở sương mù, cái tên Việt Nam liên tục được vang lên trong sự tự hào của khán giả. Thành tích top 12 Hoa hậu thế giới sẽ là ký ức thanh xuân đẹp của cô gái đến từ Cao Bằng, Lương Thùy Linh. Đăng quang ngôi vị Miss World Việt Nam 2019 cùng với những dấu ấn như top 5 người đẹp biển, top 3 người đẹp thời trang, top 8 người đẹp truyền thông, Lương Thùy Linh nắm trong tay tấm vé đến với đấu trường nhan sắc giành giá nhất nhì hành tinh Miss World trong sự yên tâm của đông đảo khán giả nước nhà. Đặt chân sang Vương quốc Anh muộn hơn so với lịch trình cuộc thi, việc không quen với thời tiết giá lạnh dường như không làm Lương Thùy Linh gục ngã. Đó chính là động lực để cô cố gắng nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo. Đi qua mùa giải Hoa hậu Thế giới 2019, có thể nói Lương Thùy Linh là chiến binh có sức hút vô cùng mãnh liệt với đông đảo người hâm mộ. Ngay từ khi gia nhập cuộc chiến Miss World, cô gái 19 tuổi đã chứng tỏ mình là một trong những đối thủ cực kỳ mạnh cho chiếc vương miện giành giá. Điểm cộng đầu tiên cho Lương Thùy Linh chính là việc xây dựng hình ảnh, phong cách thời trang đúng chuẩn gu của Miss World. Cô nhận được vô số lời khen ngợi cho sự xuất hiện chỉnh chu và đúng thời điểm. Với lợi thế chiều cao 1m78 sẵn có của mình, cùng đôi chân dài 1m22 bén như kiếm nhật đã giúp đại diện Việt Nam cán đích ở vị trí thứ 2 ở phần top model. Đây là một phần thi vô cùng quan trọng để quyết định việc lọt top sâu của các thí sinh. Thừa thắng xông lên, tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc, đại diện Việt Nam Hoa hậu Lương Thùy Linh một lần nữa cho thấy bản lĩnh, sự thông minh của mình trong phần thi head to head. Đây là phần thi mà đa số các đại diện Việt Nam đi chinh chiến quốc tế luôn tỏ ra e dè vì khả năng ngoại ngữ không tốt. Nhưng nàng hậu sinh năm 2000 gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào và xinh đẹp trong bộ vest màu hồng, vừa thanh lịch vừa đỉnh đạt. Cùng dự án Nhân Ái đắp đường xây ước mơ nặng ký đã hoàn thành chinh phục triệu trái tim trên toàn thế giới. Trong đó có bà chủ tịch, với lời hứa hẹn nhất định sẽ sang thăm Việt Nam và đồng hành cùng dự án tâm huyết xây dựng con đường cho đồng bào lũng liệu. Sau những màn thể hiện cực kỳ ấn tượng trong hành trình dự thi Hoa hậu Thế giới, với phong độ rất tốt của mình, Lương Thùy Linh tiếp tục tung bước, nước cờ cận kề giờ gờ. Đó chính là Vân Vân, chiếc váy cho đêm chung kết giữa màu trắng tinh khôi và xanh chuẩn gu phong thủy của Miss World. Kế tiếp chính là tích cực tập luyện cho màn trình diễn Dance of the World với màn múa mâm vàng đòi hỏi kỹ thuật rất khó. Đứng trước đêm chung kết với nhiều sự đặt cược về thành tích cao cho đại diện Việt Nam, Lương Thùy Linh chốt hạ bộ váy dạ hội màu xanh bay bổng để sải bước ở phần thi quan trọng. Bước vào đêm chung kết Miss World 2019 diễn ra vào tối ngày 14 tháng 12, một lần nữa cái tên Việt Nam được kêu tên ở những hạng mục giải thưởng sống còn. Đầu tiên chính là top 10 dự án nhận ái xuất sắc, bên cạnh các đại diện đến từ những quốc gia khác. Thành tích này chắc suất cho Lương Thùy Linh ở top 40. Như vậy, sau Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Nhân Ái Thế Giới 2017, Trần Tiểu Vi, top 5 dự án Nhân Ái 2018, cô gái đến từ Cao Bằng mang về thêm cho Việt Nam một thành tích đẹp ở hạng mục giải thưởng đầy tính nhân văn này. Phần thưởng xứng đáng cho cô gái sinh năm 2000 chính là việc cán đích ở top 12 vô cùng ngoạn mục. Thành tích này được cho là tốt nhất của Việt Nam từ trước đến nay vì sự in top của Lương Thùy Linh là bằng thực lực và không phải giải thưởng vote. Đánh bại hơn 100 cô gái khác trên thế giới để giải sách Việt Nam được vang lên trong đêm chung kết khiến fan vô cùng phấn khích. Riêng với những ai từng theo dõi chặng đường của Lương Thùy Linh thì kết quả này vẫn chưa thực sự đã vì năng lực của cô còn hơn top 12 rất nhiều. Khép lại hành trình chinh phục giấc mơ nhan sắc ở đấu trường Miss World, tạm biệt giấc mơ hoa hậu ở độ tuổi 19. Hình ảnh một cô gái đến từ Cao Bằng với nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào mãi mãi đi vào tiềm thức của khán giả nước nhà. Dấu ấn top 12 Miss World, top 10 dự án nhân ái xuất sắc nhất, hạng nhất phần thi phụ top model thực sự là những con số biết nói và đều là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực vì màu cờ sắc áo của Lương Thùy Linh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.